Dạ kính thưa anh chị em gần xa, nhóm em nhóm số 6 xin xin được đại diện để mà giải thích cái khẩu hiệu, cái logo khai thác của mình. Thứ nhất là cái từ khai có nghĩa là kinh tế, tại vì sao? Tại vì mình vào thị trường mà mình phải kiếm tiền, đó là kinh tế, không? Và và kiếm tiền làm sao? Mà khi kiếm tiền phải tự tin nữa, xin lấy từ khai nó sẽ là tự tin. Kiếm tiền phải tự tin, không? Nhưng mà tự tin thì làm sao? Tự tin phải đi học bài nữa. Để làm gì? Để có thể an toàn, đúng không? Đó là chữ A. Nhưng mà cộng lại như vậy nữa thì cũng phải bền vững nữa, thì đó là chữ B của mình. Thì khác có nghĩa là kinh tế, tự tin, an toàn và bền vững. Hợp lý. Chữ K là kiên nhẫn. Kiên nhẫn là tất cả các admin của khai thác rất là kiên nhẫn, và và tụi mình cũng rất là kiên nhẫn, đúng không? Kiên nhẫn với những drama đó. Và cảm ơn rất là nhiều Pep và China. Có Pep và China mới có mình mới vững hôm nay. Và có China thì mình mới kéo được ông xã mình vô hôm nay. Công điểm. Và có cả con gái và con rể mình vô luôn. Đó là sự tận tâm của các bạn admin của khai thác. Đó là chữ T. Và cái chữ thứ ba là chữ A. Đó là một cái sự, theo cái sự kiên nhẫn và tận tâm của admin, thì có một cái sự an toàn về profit cho tất cả của chúng ta. Nếu chúng ta theo theo cái chúng ta có một cái an toàn. Cái nước bên kia nhoi quá nha. Và cái cuối cùng là một sự bứt phá của khai thác từ rất là ít năm, nhưng mà bây giờ các bạn đã lên được tới 4.000 thành viên. Đó là một cái sự bứt phá rất là ngoạn mục. Chào mừng các bạn. Chào chị, nhóm thứ ba. Dạ, hello mấy anh chị, em đại diện cho nhóm 5 ạ. Cái câu slogan của tụi em sẽ là biết ăn không thua. Và bắt đầu từ chữ biết, là có nghĩa là biết, mình biết bản thân mình là mình dừng đúng lúc. Ăn đủ là dừng, đó. Và thua cũng biết dừng để không có bị lỏng quá. Rồi là ăn á, thì ăn đủ mình đừng có tham. Đó. Là rồi còn thua là sẽ là không để thua bản thân mình. Cái để thua bản thân mình nó là quan trọng nhất. Tại vì mình ăn thua này ngọt hay sai, nhưng mà mình chiến thắng bản thân mình, cái đó mới là quan trọng. Và cuối cùng là không bỏ thua, là biết ăn không thua. Dạ, rồi cảm ơn. Trước khi chị về cho em Tiên Dương, đây là một học sinh mới lãnh 19 nạc kèo. Yeah. Wow. Em cũng giống như là em chơi, em cũng thua rất là nhiều. Nhưng mà lần vừa rồi là em lãnh đầu tiên luôn, nhưng là em được 19 nạc kèo lần đầu tiên luôn. Dạ, là em chơi em thua cũng rất là nhiều. Em biết tới cái fun trading này nè. Em biết trước khi em biết khai thác luôn, là em tự tìm hiểu, là em vô mấy cái group Mỹ rồi này nọ, em tự tìm hiểu. Nhưng mà tự nhiên lúc đó em lướt Facebook thì em lại thấy cái quảng cáo của anh bé là fun. Em luôn vào người Việt mình cũng có chơi fun. Rồi là em mới tham gia thử. Em học từ tháng 10, nhưng mà em chơi hoài. Có khi là em đã ăn đủ rồi nhưng mà chưa đủ ngày chơi thêm lại thua. Nhưng mà lần vừa rồi là em quyết tâm là em sẽ giống như chơi nhỏ, không cần phải 10 ngày để ăn được cái số tiền đó. Em cứ chơi mỗi ngày được ít 100 cũng được, 200 cũng được. Vậy là em đã làm được và được người xin ăn cam. Và dạ, ngày trăm cũng được. 38.000 là tại vì một account, là vì FF là nó activate trễ, không thôi là em được 20 account. Cho em hỏi câu hỏi. Cái đây là chị phỏng vấn các. Dạ. Đó, em muốn định hỏi luôn. Em nói một cao em ăn 100 đồng
là em nghỉ đúng không? Dạ đúng rồi. 100 trăm em nghỉ thì trước đây là em bao nhiêu, em thắng tức thay đổi của em bao nhiêu một ngày? Hồi trước của em á chắc là phải 5-6 á, tại vì hồi trước em chơi account 150 ngàn, là lúc mà chưa biết tới group á là em chơi 150 ngàn, tại vì em tự chơi luôn, em tự chơi. À, sorry mọi người đang cái game, nhưng mà tại vì hiện có bé ở đây thì Gina vẫn vấn một chút, tại vì Gina biết là ở đây cũng có những anh chị mà đang chơi mà chưa có lặng lương ha. Dạ. Thì đó lý do tại sao mà Gina muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm của em. Dạ. Cho chị hỏi là có nghĩa là 100 một cực cao là nhân 19 là cao là 1.900, dạ, đúng không? Đúng rồi, 1.900. Là 1.900 một ngày. Dạ. Đối với nhiều người là 1.900 là một con số rất lớn, đúng, nhưng rồi. Mà tại vì lúc đó em cảm thấy không đủ, cho nên là tài liệu của em là cao là 500. Dạ. Một ngày là em nhân 19 là cao. Dạ, đúng rồi. 500 giống như nhiều khi hồi đầu em chơi 1-2 trăm em thấy vẫn còn ít. Mình vẫn muốn chơi thêm, mình cảm thấy mình vẫn có thể ăn được. Tại vì người mình chơi thêm thì cũng có lúc ăn, nhưng mà có lúc thua thì nó lại là thua, nó lẫn vô cái drawdown của mình. Mình ăn mà mình không có để check profit rồi để mình thua lại, cái drawdown nó bị nặng hơn. Thì về sau em chơi nó như em thoải mái tâm lý hơn. Thật sự lúc đó em chơi em pass qua được PA rất là nhiều, nhưng mà em chỉ chơi 1-2 ngày thôi là em băng. Em chơi 1-2 ngày thôi là em băng. Có lúc mà em chơi lên được 8 ngàn cho 3-4 account luôn, em chỉ được 3-4 ngày thôi, chưa đủ ngày là lại băng đó. Nên là cái tâm lý rất là, nên là giống như mình cần phải chiến thắng bản thân đó. Thì về sau này em chơi á thì em chơi theo kiểu nhỏ thôi, 3-4 em lên kim thôi, cũng không lên tới 6, nhưng mà khi mà nó đã đi đúng hướng của em rồi á, em sẽ em sẽ average up. Average down em cũng có, nhưng mà một lần duy nhất thôi. Nhưng mà khi mà chỉ cần vừa qua được cái mức mà cái giá mình vô mua á, giống như 5-10 đồng thôi là anh chị có thể average up. Nó chỉ cần nó nhích lên được 10 điểm thôi là đủ rồi, tại vì nó đã đi được cái đúng cái hướng của mình muốn, là mình thoải mái nên em phải đó là em chơi, nhưng mà em chơi nhỏ từ lúc đầu, xong rồi từ từ nếu mà em thấy đi đúng hướng á thì em ép, nhưng mà chỉ là 3-4 em kia thôi. Dạ. Thì em cảm thấy là em đã chơi 150 account mà em đã pass 20 cái, 150 mà em cũng pass 20 cái, 250 luôn, em có pass hết. Nhưng mà em cảm thấy là account 50 là nó dễ chơi nhất, tại vì 3 ngàn nhưng mà cái draw ra chỉ là 2.600 thôi, còn 150 là 9 ngàn lận, nhưng mà anh chị phải cái draw ra chỉ được 5 ngàn, mà còn 250 ngàn là 15 ngàn là như được 6.600. Thì em thấy 50 là em thấy là nó hợp lý nhất, là em chơi là chỉ cần theo cái cách chơi của em á, thì em cái draw down là cái điểm yếu nhất của em, thì em chỉ muốn vượt qua được cái đó thôi. Khi mà em build được 2.600 em lại build lên. Bây giờ em cũng mới request được 20 account. Nhưng mà đang pending thì em không biết lần này được không? Approve rồi, anh Tảo đã approve. Là có thể là em đã được approve 19 account rồi, dạ. Đang lãnh lương rồi. Dạ. Và bây giờ đang 20 cái đang on the way. Dạ, 20 cái cho ngày 15 tháng 7 tới ngày 20 tháng 7. Là 15 tháng 7 là... Dạ, là 40 ngày, chuẩn bị lãnh 40 ngày. Đúng không? Trong vòng bao nhiêu ngày hả em hả? Trong 2 đợt lãnh lương liên tục, 30 tháng 6 và 15 tháng 7. Là 30 hai tuần lễ, hai tuần nhất là 38 trên là 78 trong vòng 1 tháng đúng không? Dạ. Yeah. 78 ngày trong vòng 1 tháng. Dạ đúng rồi. Tại vì bây giờ em thấy em pass sạch cao rất là khó luôn. Tại vì hồi trước là em pass new rồi này nọ với chị này rất là dễ. Tại vì em chơi thì thường em có copy chơi, em cứ chơi 20 account thì pass rất là dễ luôn. Và sau này em cảm thấy là càng ngày nó càng khó hơn. Nên là sau này khi mà em đã pass được 50 account 50 ngàn đó, là em muốn build cái account đó lên luôn. Em không muốn tháng nào em cũng phải lo cái chuyện pass account. Để nhiều khi mình pass mà nhiều khi mình không pass thì mình lại phải đợi. Dạ, em build buffer lên. Bây giờ em cũng có giúp các buffer cho 20 account đó rồi. Tại vì mỗi ngày á mình chỉ cần ăn 200-300 thôi, à một tháng 20 trading day là cũng rất là nhiều, mấy ngàn. Bây giờ em tính ra ví dụ mỗi ngày chỉ cần build cái buffer lên ví dụ 4-5 ngàn mình để đó, để khi mà mình bị loss thì mình không có bị mất account thôi. Nhưng mà chỉ cần một ngày mình ăn 200 thôi là mình có thể lãnh lương 2 lần trong một tháng. Nếu mà 20 account mình 80 ngàn. Dạ. Nhiều em không có lại bên trong một thời gian dài, bây giờ em lại tặng hai lần liên tục một số tiền rất là lớn, 20% cao, thì em thấy cái point của cái phần này là gì?
Dạ. Em thấy nó ít risky. Hồi trước em cũng chơi option này nọ cũng thua rất là nhiều. Nhưng mà từ hồi có fan, mặc dù em không biết có phải là em chơi này em ăn liền, em chơi fan cả một năm rồi, bây giờ em mới nhận lại được. Thì nhưng mà em có lòng tin vào fan, tại vì em cảm thấy là cái số tiền mình bỏ ra với cái lợi nhuận mình ăn thì có thể mình không cần phải chơi hai triệu account. Thật sự mình chỉ cần chơi hai account thôi, một tháng mình nộp đến 4.000-8.000 là thôi, cái lương mình đi làm là có nhiều lời rồi, chỉ cho một giờ chơi mỗi ngày đó. Nên là em cảm thấy nếu mà mình có thua thì chỉ là thua cái số tiền mình bỏ ra cho cái account đó thôi, mình không phải ăn vào cái số vốn của mình, giống như là option mình phải bỏ ra 5-10 ngàn, nếu mà thua thì thua hết, mà chơi share hay là gì đó. Còn phải cái số tiền mình bỏ ra là cái số tiền mình sẽ mất đi, vậy thôi. Ví dụ bỏ ra 500 thì mình chỉ mất tới đó thôi, chứ không có bị lộng vào. Thì em rất là có niềm tin vào phần em thua rất là nhiều. Em có rất là nhiều account test của em là 1.000 lận, nó tới con số 1.000 lận là em thua. Em giống như là em không give up, không bỏ cuộc vậy đó, giống như cái slogan em vừa đặt cho mọi người đó. Em cứ thua, em cứ mệt mỏi, em chơi tiếp. Mà có nhiều khi em bị tâm lý mà giống như là không có lối ra luôn, nhưng mà em vẫn có niềm tin vào phần là tới bây giờ. Dạ. Vậy cái 1.000 account mà em thua đó, tới giờ em cái tiền mà lấy lại em thấy là lấy lại vốn chưa? Dạ, là lấy lại được vốn rồi. Dạ. Lần thứ hai dư rồi, chắc chắn là dư, lần thứ hai là dư. Chắc chắn là lần thứ hai dư rồi. Tính nhẩm thôi là dư rồi. Và những cái lớp học của Thi Tháo nó có thể hết gì cho em, hoặc là những cái công cụ IDQ của Thi Tháo hết gì cho em không? Trong cái đợt vẫn lương hay đợt vẫn lương cơ? Dạ. Hồi đầu lúc mà em vô Thi Tháo thì cái đầu tiên mà em thấy lợi nhất là cái cách đánh hai đầu của chị là hồi đầu lúc mà em chưa vô là em phải tự đánh mà. Em đã từng tự đánh account, hồi đó em không có chơi account 50 ngàn tại vì em thấy cái drawdown nó rất là khó. Nếu mà tự đánh thì em chơi 150 ngàn, thì em cũng có đánh thương, nhưng mà nói chung là em cứ vô được vài ba ngày em thua thì rất là lâu để mình vô lại được khi mà mình thua. Nên là cái lúc mà vô được cái khác là chỉ là chỉ cho đánh hai đầu là oh wow, giống như vẫn mang ra một giống như là một cái cách để mình có thể nhanh fast track đi. Yeah. Đúng rồi, fast track đó là cái đó là cái hay. Và khi mà em học cái cách của anh Phép á, thì em học lúc đầu là em đăng ký hai lớp luôn, em đăng ký lớp của anh Phép và cô đi cùng lúc luôn, mà em lại đăng ký lớp của cô đi trước luôn. Xong rồi về sau học lớp cô đi sau em mới học lớp anh Phép, thì lớp của cô đi cũng có rất là nhiều cái nếu mà mình là beginner thì cũng rất là khó hiểu lúc đầu đó. Xong rồi em học lớp của Phép thì lúc đầu tự nhiên mình thấy ồ sao cái này nó đơn giản quá, mình không biết có hiệu quả hay không. Lúc đầu em chưa có thật sự follow 100%, em vẫn còn tìm những cái cách khác, nghĩ là tìm cái cách khác add vô để cho nó confirmation nó chắc chắn hơn, không có 100% follow đó. Nên là về sau á thì em cũng những cái cách khác thì em có ăn và có thua, nhưng mà em quay lại em đi về sau là ra cái Santa, em thấy cái đó là rất là simplified luôn, rất là dễ hiểu mà cũng rất là follow. Tại vì nhiều khi những cái cách khác á, một ngày thì nhiều khi mình phải ngồi hàng giờ để có được cái setup tốt, còn cái Santa thì giống như là hầu như là hàng giờ luôn, mình chỉ cần follow đúng là như vậy thôi, là lúc nào ngày nào nó cũng sẽ có cái setup trade để cho mình trade. Dạ, yeah. Ngay cả buổi tối cũng vậy, mình cũng có thể chơi bằng cái setup của Santa. Nên là về sau là em cũng chỉ có chơi bằng Santa thôi. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Yeah. Cảm ơn em chia sẻ. Cảm ơn các bạn mọi người. Rồi, chúc chúng ta hát The Next Group là ai tên làm presenter chặt của Nes. Cái nhóm nào? Cái đó là cái vai đẹp chưa để tí nữa không như đau mình mua cái đó em mình hé mình trả. Trước khi nói về cái này là ý kiến của nguyên cái group dưới kia chứ không phải riêng mình, mà trước khi nói là nãy chị có phát biểu là lãnh lương
một lần là 19 là cao, lần cái gì là 20 là cao. Thì em cũng có quan sát, cũng có một số người, trong đó có cả em, cũng thèm hơi chảy nước miếng chúng. Mấy xô rồi anh, mấy xô rồi. Cũng nhiều. Cũng nhiều xô à. Cái gì nữa là cái KH này là hồi trước là nghĩ là phép chỉ muốn kiếm chắc ngày 100-200 thôi, cho nên mới đặt cái cầu dừa này đúng không? Kiếm tiền đủ ăn bánh thôi, nhưng mà không ngờ bây giờ... Cái bánh này là bánh bầu ngư anh ơi, anh ơi. Bánh cạo tổ yến cơ. Rất là thông minh. Thép dùng não của mình để thăng tiến bốn cái chữ này lên, tất cả mọi người đều phải suy nghĩ dùng thép á. Thép không cần suy nghĩ không? Ok, cái chữ đầu tiên ở trong group mình nói là chữ kê á, là vô đây là kiếm được tiền. Vô group kê tháp là sẽ kiếm được tiền. Còn cái chữ thứ nhì đó là chữ thi á, thì trong tụi mình suy nghĩ đó, cái group này á thì vô kiếm được tiền mà có tình cảm, đâm ra anh chị em ít có drama hơn những cái group khác. Thì cái chữ thi đó là mình dành cho chữ là cái group có tình cảm chung chung với nhau. Cái thứ ba, chữ thứ ba là chữ E á. Chữ E á thì nó đại diện cho là giống như vô là ăn, mà anh em cùng nhau ăn chứ không phải một người ăn. Cho nên chữ E nó có hai ý nghĩa, đó là vô ăn và anh em cùng nhau tiến giúp đỡ nhau để ăn. Và chữ cuối cùng á là chữ B và chữ B á, là chữ B đó là ở dưới kia trong cái group mình nghĩ nó như là một cái bầu trời để gom tụ lại những cái người muốn tìm một cái nghề mới, người đã ở Cali hoặc là ở cái bang khác, Texas hay là Arizona hay là ngay cả Việt Nam, tụi mình cũng là dưới một cái bầu trời để tìm một cái group để cùng nhau tiến thân về cả tình cảm cũng như là cả kinh tế luôn. Cái đó là cái ý của group của mình. Hi, my name is Danny Nguyen. Cho cho mình xin phép nói tiếng Anh nha. Okay, I convey a little bit better in English. With KTAB, this game we play, we all play. It's called future trading, correct? Yes. Future trading. And you must have K stands for knowledge. All right. We just got to have knowledge. And I found Pep in 2021. And ever since, off the phone, text. I'm so sad that he moved to Houston. I wish he was still here because I would invite him to my home so that he can teach our family more knowledge. My wife is new to this, and I'm entrusting her with him because she simply say, I speak too loud, and she can't understand me. So, Pep, please help her. So K stands for knowledge. You got to have knowledge to win in this game. T stands for T and A goes together. You got to understand technical analysis. This game, future trading, is not about fundamental. The more you understand the technical chart reading at the time of trading, you will win. And again, Andy will show you how to do that. And if you have knowledge and understanding technical analysis, you will beat this game. Because the game of future trading, B stands for a lot of bull trap and bear trap. And until you know how to beat the bear and bull trap, you will not win in this game called future trading. That's my take on KTAB. Good concept. Nhìn thấy mặt là vui rồi, không cần nói. Thì rất là ngắn gọn. Nói dài đó. Chỉ có vợ anh hiểu anh thôi. Mình nói ngắn gọn lắm, nói dài. Mình tới cái ta cũng mới này thôi. Trước khi đó thì không biết gì về trading, mà cũng không biết gì về stock, cũng không biết gì về future. Thì tình cờ
bà xã mình lôi đầu mình vào thôi. Năng nỉ. Sau khi mà mình vô tới cái pháp đó thì mình thấy nhóm này rất là đoàn kết, nó thẳng lắm, đến rất là đoàn kết. Thì chữ kê tháp này thì mình gợi ý cho nhóm á, kết tình anh em bạn bè. May mắn là vợ em muốn gì em cũng có thể mua được trong tầm tay, thì cái đó là cái mà em nói, cái người vợ mà khi mình lúc khó khăn thì bây giờ mình là một cái may mắn của bản thân em. Cho nên đối với những anh chị nào ở thời điểm hiện tại đó mà mọi người có một số cái áp lực về gia đình đó, giống như ngày hôm nay em có mặt ở đây nè, là vì cái nghề trading này đó, mình muốn đi đâu thì mình đi đó, đó là cái goal. Và anytime muốn về với gia đình là mình cứ về thôi. Đó, mình không phải lo lắng quá nhiều về cái việc ngày mai mình phải đi làm cho ai, rồi ai có người ta có chửi mình hay không. Đó. Đó. Rồi, cái người thứ hai là anh Andy và anh Hải. Thì anh Andy với anh Hải thì cũng học em từ khóa 1 với khóa 3 rồi, và cũng là hai cái người bạn mà thân nhất của em ở Cali này. Thì lúc mà em ở bên Houston, nó cái mà em tiếc nuối nhất là cuối tuần không ai đi uống cà phê với em hết. Em bút bút giữ anh đi. Dạ. Đó thì cảm ơn hai anh rất là nhiều. Mà thật sự là chắc khe cho em, tới lúc em qua tới Houston luôn lo nhà cửa rồi. Nói chung là bảo rồi nó cũng đều lo lắng cho em hết. Thì cảm ơn hai anh rất là nhiều. Hôm nay thì không có anh Hải ở đây, nhưng mà cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, thứ bên tiếp theo là nhóm à. Chị Emily, chị Coconut. Rồi chị Ân, bữa nay mới biết chị tên Ân, bữa đi An không à. Rồi chị Linh, chị Mimi, rồi đây nữa chị tự nhiên đó, đây là những học sinh in person đầu tiên của em. Và nếu cái phái đầu tiên em nhớ hoàn toàn luôn, khi em học em còn cà lanh nữa mà, đúng không? Có giờ vẫn còn, giờ vẫn còn không nói được câu này hết, nhưng mà họ vẫn ủng hộ em, mà em nói thật lắm đó. Dạ thì mọi người vẫn đồng hành với em, và có thể là họ theo em từ khóa này tới khóa khác theo hoài theo hoài theo hoài luôn. Và cái vui nhất của em tới điểm hiện tại là họ kiếm được tiền. Đó, họ kiếm được tiền là coi như em cũng cảm thấy một phần em xong nghỉ vụ ở Cali. Đó, đây thì còn ai nói xong rồi. Rồi tiếp theo là anh Trọng. Anh Trọng là một người có nghĩa là đối với em bây giờ không ai dám nói cây táp là scam nữa hết, là tại vì có một người dám đứng ra dùng cái kinh nghiệm cũng như là cái công việc của mình để viết một bài báo giúp cho cây táp, và nó cũng như là một cái lời chứng nhận vậy đó. Giờ ai nói gì em đưa bài báo ra, đó là một trong những cái mà cây táp mình đạt được trong năm vừa qua, và cảm ơn anh Trọng rất là nhiều. Thì cái lúc mà anh Trọng tham gia là hoàn toàn không biết anh Trọng là một người làm nhà báo. Tới lúc mà anh lãnh lương được thì anh mới nói cho anh biết, và anh nói ồ quá wow, lỡ mà anh không lãnh lương được mình hơi mệt. Nhưng mà nhá, anh lãnh lương được. Cái đó là cái may mắn cho em. Rồi, cái người ngồi kế bên em, chị China, thì nha, để có bé. Thì cái lúc option em nghĩ là lúc đó em hết học sinh. Em nói với vợ em là thôi chắc giờ mình train mình chứ mình hết học sinh. Cái số lượng lúc đó là 1.000 người và gần như là không kiếm được học sinh nữa. Có nhiều lúc lớp in person của em, lý do em chuyển ra khỏi Cali một phần là vì em không còn học sinh ở Cali nữa. Lúc em học được hướng dẫn option. Thì chị Gina của đem phân tới thì mọi người biết cái kết quả rồi, trong vòng 1 năm mình lên thành 4.000 người. Nó một cái big number và giúp em rất là nhiều trong cuộc sống rồi mọi thứ. Thì cảm ơn chị Gina rất là nhiều. Rồi cũng một phần là cảm ơn Sugar Daddy của chị. Thì mỗi đêm chị Gina dành rất là nhiều thời gian để trade chung với mình. Và chị Gina, cái mà em quý nhất chị Gina và là mọi người, rất là nhiều cái dự định của cây tác em làm được, nhưng mà mình làm được. Nhưng mà chị Gina rủ gì xin dám làm hết. Thì đó là một trong những cái may mắn của em. Và tính của em là nếu mà ai chịu làm là em làm tới cùng. Thì đó là cái kết quả mình đạt được bây giờ ha. Rồi, và những bạn viên còn lại chẳng hạn như là Kenneth, chị Kenneth, rồi Hiếu và rồi và những bạn trẻ mới ha. Những bạn trẻ mới thì sau này, có nghĩa là trong những tháng vừa qua mấy bạn đó trade rất là tốt. Và em tin là trong cái tác của mình sẽ còn phát triển hơn rất 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 là nhiều nữa. Mà mục tiêu của em là trong vòng 3 năm tiếp theo ít nhất mình phải 10.000 người.
Rồi thì cảm ơn chị rất là nhiều đã đến đây ngày hôm nay. Thì gần như là mọi người là ủng hộ cây tác và ủng hộ tụi em thì mọi người mới có mặt ở đây, và em hy vọng là tất cả mọi người sẽ thành công trong cái việc trade fund, cũng như là cái goal của cây tác thì vẫn như vậy. Hy vọng mọi người trade thành công để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình, vậy thôi. Chứ mình cái việc tiền thì nó không quan trọng là cái việc gia đình, và em cũng coi tất cả những anh chị ở đây là một phần trong gia đình của em. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cho nên em nói thêm cái nữa là anh chị biết đó, có những lúc đó cũng stress lắm anh chị, tại vì là vừa support, nhiều khi mọi người đây cũng biết, nhiều khi 12 giờ 1 giờ trên 2, 1 giờ khuya trên 2 còn support mọi người, 4-5 giờ sáng mọi người gọi, tại vì bây giờ học viên của mình đó là không chỉ có gọi trong vòng nước Mỹ mà mình có Canada, mình có Úc, rồi Việt Nam bây giờ cũng Gina mới start PR bên Việt Nam khoảng gần 3 tháng ha, 3 tháng. Mình cũng có được khoảng 50 học viên bên Việt Nam, và mình có Singapore, và vừa rồi mới cách đây 2 ngày thì có một học viên từ Nhật đăng ký. Thì bây giờ mình bắt đầu phát triển, bắt đầu là từ qua những cái nước khác rồi. Thì Gina rất là stress, nhưng mà có những cái mà Gina nhận được mà Gina rất là vui là chẳng hạn như vậy. Nhiều khi Gina không, mấy chị biết là Gina support mọi người á, chưa bao giờ Gina mở miệng là anh hay chị cho Gina nên đi boba hay cà phê. Nhưng mà những chẳng hạn như bây giờ Gina nói cái mic Gina đang nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên mọi người nghe không rõ, cái mọi người hỏi tại sao mic Gina không rõ. Gina em mới rap hồi sáng, tự nhiên 3-4 ngày sau á có người gửi tới cái mic tới nhà. Hay là Gina nói là ngồi tự nhiên đau lưng quá, cái tự nhiên cũng có người cho cái ghế 700 đô, rồi nói là nhìn màn hình máy tính mỏi mắt, cũng là mấy ngày sau cũng có người mang cái iDrop á tới. Rồi 12 giờ đêm á là tự nhiên ngồi bên quân nói chuyện trong group á, là tự nhiên tới giờ này cái tự nhiên ăn thèm con bánh trung thu, là sáng dậy buổi trưa dậy là hai hộp bánh trung thu nằm trước cửa nhà luôn. Thì những cái tình cảm đó là không có tiền bạc nào mà mua được hết á, đó là lý do tại sao mà cho nên rất là quý cái tháng ở đây. Tại vì không chỉ là qua đây mình không chỉ có là mình kiếm được tiền, mà mình có những cái tình cảm mà mọi người dành cho Gina, dành cho Jeff, cho Jeff nữa. Cho nên đó là lý do tại sao mà Gina với Jeff, mặc dù mọi người biết mà một cái lớp học của những cái nhóm khác á, là 1-2 ngàn đồng, chưa kể học xong á là học xong rồi thôi, nó chỉ không có được học lại. Mọi người học ở đây mọi người biết mà, có không đâu có phải mọi người tham gia một group đâu. Rồi học xong á là mọi người ra trade, mọi người phải đóng 100-200 đồng một tháng, mà kỳ táp á là 500 đồng, lifetime đóng tiền học lifetime, quý chị muốn học lại lúc nào cũng được. La trade thì không có đóng tiền, mà Gina tiếp tác vẫn ở đây thì ngoài vì không phải là kiếm tiền không, mà tại vì có cái tình cảm của anh chị nữa. Thì cảm ơn anh chị rất nhiều ha, những cái tình cảm nó dành cho các bạn này cho em. Rồi mai có mic mới rồi. Mai có cục pin. Sau khi Gina với Candice với chị Phượng á, bàn chị Anna bàn bạc thì quyết định chọn đúng mọi người chọn nhóm nào? Thì nhóm mà quyết định chọn cho giải là nhóm số 6, nhóm đầu tiên. Trên số 6, số 6 rồi. Ê, nhóm đó tính 5 người thôi nha chị, thôi vậy không kèo quá chị. Sẽ mỗi người trong nhóm số 6, 5 người nhóm số 6 thì mỗi người sẽ được một lớp học 500 đô. Cái nhóm này là mai mốt bị cái nhóm nên chị có quyền invite friend hay family member gì đó đi gặp với Gina để đăng ký lớp học cho tháng 29 tháng 7 được, tháng 8 tháng 9 gì. Thì mấy chị biết là cái lớp học live tham rồi, cho nên mấy chị đăng ký, cứ đăng ký thì là cứ lúc nào rảnh thì cô học thôi. Thì cái còn phần cuối cùng là, thứ nhất là sorry anh chị là áo cây táp em có in nhưng mà được có 40 cái ở đây thôi. Thì bây giờ mình ưu tiên như vậy
trong gia đình, thí dụ mà mình đi hai người thì mình lấy trước giùm em một cái còn lại khi nó về thì em sẽ gửi cho anh chị sau. À, rồi thì bây giờ em có 40 cái ở đây thì em không biết bây giờ thiếu đủ nữa, nãy em đếm là hơn 40 người á. Thì bây giờ những anh chị nào mà ở mà thí dụ như anh em đi đi thì khỏi lấy luôn. Bù, khỏi lấy luôn. Sao bù đó. À, thì tại vì em in rồi áo được đó, tại vì được, mình ưu tiên những anh chị nào mà mới hoặc là những anh chị nào mà mới tham gia gần đây họ cầm trước, rồi còn những anh chị nào mà còn ở Cali thì em lần sau em gửi cho mọi người sau. À, thì em có 40 cái cho nên 20 cái size lớn mà 20 cái size nhỏ. Đó, thì bây giờ em không biết chia cứ dạ. Cứ lấy cho mọi người của chị luôn, chị lấy. À, dạ, xong đúng rồi, còn những anh chị nào mà admin hay sao đó thì em gửi mọi người sau ha. À, rồi thì giờ em cũng để em trong này có một phụ, gia đình rất là đặc biệt là gia đình của chị Emily nè, là chị học ban đầu xong rồi chị kéo chồng chị vô học, thì chồng chị vô học xong kéo con gái và cuối cùng là về con rể vô học, là coi như là nguyên cái nhà học luôn. Thì câu chuyện của chị Emily là như vậy, thì rồi dẫn con đi học và bên đây em xưng chị, qua bên đây em xưng em. Nó hơi cấm cấm xíu thôi. Rồi ok anh chị, thì bây giờ thôi cứ áo thì thôi thì em cứ để đấy nha anh chị, cứ thoải mái lên chị lấy và rồi mình chụp một tấm hình. Rồi dạ ai có áo mặc vô thì mình chụp một tấm hình cho đẹp, rồi mình xong ngày hôm nay nếu anh chị nào mà nha, dạ mình chụp tấm hình dọn dẹp mới xong nha, đừng để dạ, rồi anh chị cứ thoải mái đi anh chị, đây dạ mặc áo đi chị, mặc áo chụp tấm hình đi mọi người.